bên. Thank you.
hồi nãy chị ấy đưa cho bên em rồi đó, bây giờ em gửi lại. Thảo Trang nè, cái tình đi nè, toàn thể công ty của phần mỹ phẩm Marasusa
hợp tác buôn may bán đắt. Đây. Dạ Kim Anh chào, chắc hồi nãy chắc hơn nhiều, chắc cũng mấy ngàn người chào, hiện bây giờ thì còn 2.200 người. Xin chào mọi người nhé. Đó. Là hoa của công ty cổ phần kỹ thuật Laura Sunshine tại đó, nhà phân phối. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ mai uống cà phê nha. Nè, đây là công ty của mình, đây là nhà phân phối của Laura Sunshine. Cao quá hả, bị vướng dây điện rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho công ty mỹ phẩm Laura Sunshine. Những ai mà muốn có làn da đẹp thì hãy đến với Laura Sunshine nhé. Rồi mọi người có thể chào. Chào khán giả cá nào, Mr. T nè, đó. Cùng Mỹ Ngọc nè, cùng chào Thảo Trang nè, cô nàng xinh đẹp của Laura Sunshine đó. Rất là xinh tươi. Rồi. Nói chung là ai ở trong Laura Sunshine cũng đều đẹp hết, kể cả Kim Anh. Và một lần nữa thì những ai muốn hợp tác với lại Nhật Kim Anh, những ai mà muốn hợp tác với Nhật Kim Anh để bắt tay cùng kinh doanh mỹ phẩm Laura Sunshine và chúng ta sẽ trở thành đối tác làm ăn với nhau, thì hãy liên hệ số điện thoại 028 3537 9999 nha, để mình có thể bắt tay làm việc với nhau. Và những ai mà có máu kinh doanh đó, muốn kinh doanh mỹ phẩm giống như nhà phân phối Nguyên Thảo nè, ở tại Cần Thơ nè, lúc đầu thì chỉ bán online thôi, nhưng mà bây giờ là mở nguyên một cửa hàng hoành tráng luôn rồi nha, chỉ trong vòng 2 tháng thôi đó cả nhà. Cho nên là mọi người, những ai mong muốn mà mình có một cái gì đó về kinh tế ổn định hơn, vững chắc hơn về kinh tế, thì chúng ta hãy liên hệ liền nha, để đăng ký với lại nàng cù Mỹ Ngọc đó, số điện thoại 028 3537 9999 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.